mô A Di Đà Phật. Người hộ niệm còn trang bị những kiến thức gì? Xin chư vị mở trang 28, dòng cuối cùng. Phải đọc tụng càng nhiều kinh điển của Phật càng tốt. Đúng không? Pháp môn niệm Phật rất cần sự tu chuyên tinh, chuyên tu đi thẳng một hướng, thì sự thành tựu của người niệm Phật hình như là bảo đảm. Còn một khi muốn về Tây Phương mà đường tu bất định, thì ngày về Tây Phương còn xa vời vợi. Muốn về Tây Phương mà đường tu tà định. Tà định có nghĩa là không đi thẳng, đi xéo xéo. Thì đường tu hình như là phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp nữa mới được. Trong kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy, người mà giữ chánh niệm thì được hướng chánh định tụ. Chánh niệm của pháp môn niệm Phật là trì giữ câu A Di Đà Phật, tha thiết nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Lòng tin này không lay chuyển thì đó gọi là chánh định. Hướng được chánh định tự là thành tựu do sự tu chuyên chánh, đi thẳng, đi tắt, không đi xéo xéo. Chính vì vậy, nếu chúng ta đem cái phương pháp niệm Phật vãng sanh hộ niệm cho người ta, chúng ta cũng lấy cái tinh thần chuyên nhất mà khuyên nhau. Làm sao một người bệnh đó lúc xả bỏ báo thân chuyên nhất một câu A-di-đà Phật thì bảo đảm người đó được vãng sanh. Còn lúc đó mà còn thêm cái này thêm cái nọ thì phước báu có thể hưởng. Còn đường đi về Tây Phương hình như đã bị bít lối. Cho nên xin thưa với chư vị là mình nhấn mạnh tới đi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Rõ ràng muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì chuyên trong chuyên, gọi là nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật cầu sanh bị quốc. Chính vì thế mà có rất nhiều người cả một cuộc đời không tu, nhưng mà chỉ cần trước những ngày sắp chết, họ có cái duyên lành, tự nhiên có người khuyên bảo, có người hộ niệm. Người ta chuyên nhắc một câu A-di-đà Phật mà niệm. Dẫu rằng là người ta có niệm một tháng, hai tháng, nhiều khi có nhiều người niệm một ngày, hai ngày, một tuần, hai tuần, mà ta vui vô cùng, ta hy vọng vô cùng là người đó vãng sạch. Cho nên khi mà đi hộ niệm rồi, chư vị mới thấy đường nào là đường thành tựu, đường nào vẫn còn bị kẹt. Không kẹt trong tam ác đạo thì cũng kẹt đường phước báu, nhân thiên. Chính vì thế mà trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, người mà còn tham chấp phước báu nhân thiên thì còn ở lại trong cảnh ta bà này hướng phước báu, chứ về Tây Phương không được. Mong chư vị phải nhớ cho kỹ để mà chúng ta thực hiện cho đúng. Cho nên cái câu D nói rằng là phải đọc tụng càng nhiều kinh điển của Phật càng tốt, thì đối với người mà tu theo giáo hạ, cái hành trì của họ là nghiên cứu kinh điển để đại khai viên giải. Xin thưa với chư vị, tốt gì tốt, họ phải trải qua ít ra cũng ba đại A Tăng kỳ kiếp. Ba đại A Tăng kỳ kiếp. Chư vị biết một đại A Tăng là con số bao nhiêu không? Nếu như khi nào về viết, lấy cái giấy viết ra, viết một con số 1, rồi 140 con số 0 phía sau, thì con số đó là một đại A Tăng kỳ. Một con số 1, 140 con số 0 phía sau. Mình cứ tính thử đi, cứ 9 con số 0 là 1 tỷ. Lấy 140 mà chia cho 9 ra thì hình như là 20 tỷ năm. Cơ đó là một đại A Tăng kỳ. Mà đại A Tăng kỳ kiếp trong về đại A Tăng kỳ đời, nhớ một kiếp nó cả triệu đời lần nha. Chư vị mới thấy cái thời gian kinh khủng lắm. Chính vì thế mà đối với cái hàng phàm phu chúng ta, Phật dạy nên đi thẳng, đi tắt, đừng đi theo con đường đó. Đi theo con đường đó quá khó, quá khó. Chỉ có những người mà Đại Bồ Tát
Những người mà trong vô lượng kiếp người ta đã sẵn tu rồi, bây giờ người ta tu thêm nữa, người ta mới có thể một đời này hy vọng. Còn chúng ta thì chưa chắc gì nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tu ngon lành, một đời này vẫn còn là phàm phu. Phàm phu nên lấy câu A Di Đà Phật đi thắng về Tây Phương, không phải là chứng đắc là thành tựu đã khai mở trí huệ, mà đi về Tây Phương rồi thì không đắc cũng đắc, không chứng cũng chứng, không khai cũng khai, không có ngộ nhập chân tánh cũng ngộ nhập, chắc chắn như vậy. Đó là do sự gia trì của Đức A Di Đà. Chúng ta đem những cái lý đạo này mà ứng dụng trong pháp hộ niệm thì tuyệt vời vô cùng. Tuyệt vời ở chỗ nào? Người tu học Phật cần chuyên chừng nào, cần vững chừng đó, càng chuyên chừng nào càng tốt chừng đó, thì chúng ta đi hộ niệm đừng nên nghiên cứu quá nhiều, mà chúng ta đem những cái đạo lý mông lung đó mà giảng giải cho người bệnh thì họ thua rồi, người ta không biết đường nào đi. Mong chư vị hiểu rõ như vậy mà mới thấy rõ rằng pháp môn hộ niệm đơn giản như vậy, ta khai thác thử ra tôi coi có phải là lý đạo trong pháp giới nó nằm ở đây không, chư vị từ từ sẽ thấy hay vô cùng. Câu E, cần biết ứng dụng tâm lý để khuyến tấn người bệnh, đúng không chư vị? Vô cùng đúng đấy. Tâm lý nó không phải là Phật pháp, nhưng mà đối với một người đang rối trong cái tâm lý là người bệnh đó, thì dùng cái tâm lý gỡ ra rất là tuyệt vời. Tâm lý họ là cái gì? Nếu như chúng ta là người tu hành vững vàng, lúc đó chúng ta an tâm nhất định vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thì vấn đề tâm lý khối còn đặt ra làm gì? Không cần nữa, ta cứ một lòng một dạ ta đi. Còn những người ít tu, người ta chưa biết cái vãng sanh là gì, người ta còn mập mờ trên đường đó, niềm tin của người ta yếu, mà nghiệp chướng thì đang quậy phá lung tung, cho nên phải dùng cái tâm lý khuyến tấn nâng đỡ người ta lên. Đây là cái điều rất tốt. Cái câu D là nói về cái đạo pháp của Phật, nó thích hợp với người học Phật, nhưng mà lại nghiên cứu quá nhiều kinh sách, nghiên cứu quá nhiều pháp môn, nghiên cứu quá nhiều đạo lý, nó lại không hợp với những người đang nằm chèo queo, thở phì phèo, chịu nạn. Tâm lý nó không phải là Phật pháp, nhưng mà chính cái tâm lý nó gỡ cái những người tâm lý đang bị rối lại rất là hay. Chính vì thế mà chư vị thấy rõ rệt là cái pháp môn niệm Phật nó ứng dụng cả Phật pháp, thế gian pháp, tâm lý pháp, triết lý, khoa học đầy đủ trong này. Chứ vì nghĩ một người đang sợ mà ở bên một người vững tâm, tự nhiên người sợ sẽ vững tâm, không còn sợ nữa. Một người đang sợ mà gặp một người sợ nữa thì sợ nó cộng lại họ tứ double sợ lắm. Bình phương sợ, họ sợ kinh khủng lắm. Một người đi đường đi trong đêm tối người ta thấy không có an tâm, mà đi bên một người không an tâm nữa, mình tưởng hai người là dễ đi sao? Lại hai cái bất an đó nó làm cho cái người đi càng sợ hơn nữa. Tại vì sợ nó hù cho cái sợ, người này hù người kia hù người đó, làm cho người ta tán đớm kinh hồn. Còn một người sợ sệt đi qua đường vắng mà tối tăm họ đang sợ, nhưng mà gặp một người không sợ, người ta vui vẻ, ta nắm tay nó không có gì cả, tự nhiên người kia thấy an tâm điện. Đây là vấn đề tâm lý, gọi là tâm tâm tương ứng với nhau. Tâm tâm tương ứng với nhau. Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, khi mà đi hộ niệm, người nào mà đi hộ niệm mà tâm ý vững vàng, thành khẩn muốn vãng sanh, thì giúp cho người bệnh dễ vãng sanh hơn. Còn một người đi hộ niệm mà tâm ý chưa vững, đúng muốn đi hộ niệm thử, để coi thử pháp này hay dở. Thường thường những người này làm cho tâm của người bệnh chao đảo phân vân vô cùng, gọi là tâm tâm bất tương ứng. Chính vì thế, nếu mà chúng ta nghiên cứu những đạo lý từ kinh này kinh nọ, chúng ta đem cái kinh đó mà phô diễn ra đối với người bệnh, thì nó không tương ứng với con đường đi thẳng. Tại vì nếu lúc đó mà chúng ta phô diễn những lý đạo này lý đạo nọ, vô tình chúng ta mất cái tâm gọi là chí thành,
quyết lòng vãng sanh. Chính vì thế mà chư tổ dạy tại sao đối với người bệnh chúng ta không được quyền khai thị. Khai thị này có nghĩa là giảng giải đạo lý cho người bệnh. Chư tổ nó không có khai thị gì cả. Thường thường chúng ta gọi là khai thị này có nghĩa là khai mở những cái rắc rối của người bệnh ra, giải tỏa những cái khó khăn của người bệnh ra thì được. Cho nên thành ra chúng ta gọi là khai thị chứ thực ra gọi là hướng dẫn người bệnh vãng sanh thì đúng. Còn lúc đó mà chúng ta gọi là khai mở trí huệ rồi, chỉ tâm chỉ tánh gì đó thì làm cho người bệnh thường bị rối đi. Cho nên có nhiều người khi mà nghe pháp ngôn kỹ, nói là hài tịnh không, nói là hộ niệm không còn khai thị, người ta đã hiểu sai lầm. Là có người hỏi là đi hộ niệm người ta có cần là khai thị những đạo lý gì cao siêu không? Ngài nói không có khai thị gì cả. Chúng ta cắt trước bỏ sau, người ta cấm là cấm khai thị những đạo lý cao siêu. Lý này luận nọ đối với người bệnh trở nên vô ích mà làm cho tâm người ta rối. Trong khi người đời nghiên cứu công kỹ nghe nói như vậy, nói tuyên bố là hòa thượng tịnh không cấm không cho khai thị khi hộ niệm. Thành ra lúc hộ niệm cứ ngồi đó A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. 50 người mê ra mới kiếm được một người ra đi thân tướng tốt tốt. Còn khai thị nếu cha hiểu rõ là tìm cách khai giải, dùng tâm lý để nâng đỡ tâm lý của người bệnh lên, tìm hiểu những cái gì khó khăn của người bệnh, tìm cách khai giải ra, nói người ta buông bỏ đi để người ta vãng sanh. Vô tình ở Việt Nam có nhiều ban hộ niệm nói rằng cái xác suất họ thành công tới 90%, tức là 100 người họ thấy 90 người ra đi thân tướng tốt đẹp, lạ lùng vô cùng. Chính vì thế mà khi học đạo, chúng ta phải cần nghiên cứu kỹ kỹ một chút. Đừng nghiên cứu mà sơ sài quá, nó uổng vô cùng. Ngày hôm qua chúng ta nói, người hộ niệm cần phải nắm vững nhiều lý đạo cao siêu để khai thị cho người bệnh sớm khai ngộ. Câu này sai, không đúng. Người đang tỉnh táo này mà giảng lên, giảng xuống, giảng ra, giảng vô, giảng tới suốt đời, nhiều khi không khai ngộ. Mà bảo người bệnh đang nằm chèo queo, khổ sở vô cùng, nhức đầu như bố bổ, mình thì đau như cắt, mà biểu người ta khai ngộ làm sao được. Bên cạnh đó, oán thân trái chủ, nghiệp chướng đã ứng hiện rõ rệt trên thân thể của họ. Làm sao người ta khai ngộ cho được? Chính vì thế mà có nhiều người nói, ở tại đây chỉ cần trở về tâm thì minh tâm kiến tánh thành đạo, cần gì phải lên trên Tây Phương, chờ tới chết rồi đi về Tây Phương mới thành đạo. Ngài Tịnh Không trả lời hay lắm: chư vị giỏi thì cứ ở đây mà khai tâm hết tánh đi, còn tôi dở ở đây tôi khai hoài không được, tôi nhờ A Di Đà đưa tôi về Tây Phương mà khai giùm cho tôi. Xin thưa với chư vị, đi về Tây Phương một đời này chúng ta dùng tín nguyện hạnh, dùng tinh thần tha thiết muốn mở tranh mà chúng ta được đi thắng về Tây Phương Cực Lạc. Đi về Tây Phương Cực Lạc rồi, không khai cũng phải khai, không ngộ cũng phải ngộ, không thành đạo cũng phải thành đạo, không biết lý đạo cao siêu cũng có lý đạo cao siêu. Tại vì về Tây Phương một đời thành Bồ Tát thành đạo rồi, còn lý đạo nào nữa mà ẩn núp, mà giấu giếm, mà trốn tránh nữa. Hiểu được như vậy, chúng ta tin tưởng vững vàng đi thẳng về Tây Phương bằng tinh thần chi thành chi kính để một đời này vãng sanh thành tựu đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật. Đem an bình cho cả thế gian, biển sao lung linh, mây lấp lánh, đường về quê hương chốn yêu thương, mái tranh buông màu lam khói, hoa nằm nở khắp sân nhà.